đã đến với kênh của Mr. Zero Bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của những siêu sao trên sân cỏ thế giới. Và nếu bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình. Xin chào! Tốc độ, khả năng chọn vị trí và dứt điểm hoàn hảo là thứ vũ khí lợi hại của Mbappe. Dù chỉ mới 22 tuổi, Kylian Mbappe đã đứng trong hàng ngũ của những siêu sao xuất chúng của bóng đá đương đại. Sau đây, chúng ta hãy cùng điểm lại 7 lần ngôi sao sinh năm 1998 thể hiện đẳng cấp siêu hạng của mình ở mùa giải vừa qua. Lập cú đúp vào lưới Linh sau khi vào sân từ ghế dự bị. Cuối hiệp 1, Mbappe vào sân thay Mauro Icardi sau khi tiền đạo người Argentina bị đau và không thể đá tiếp. Chỉ sau 2 phút góp mặt, tiền đạo 22 tuổi mang về quả phạt đền và đích thân thực hiện để nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Không những thế, ở phút bù giờ, Mbappe còn ghi thêm một bàn thắng nữa. Tình huống ấy diễn ra ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2. Từ đường chuyền dài của đồng đội, Mbappe tận dụng triệt để pha đỡ bước một không tốt của cầu thủ phía Linh ở giữa sân, đoạt bóng rồi bứt tốc như một chiếc xe công thức 1. Tốc độ cực cao kèm khả năng giữ thăng bằng cực tốt của Mbappe khiến hậu vệ của Linh dần tụt lại. Anh xâm nhập vòng cấm trước khi thực hiện cú lốp bóng đẹp mắt hoàn tất cú đúp cho mình, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho PSG. Lập hat-trick tại Camp Nou. Ở trận đấu giữa Barca với PSG tại lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020-2021 trên sân Camp Nou, tiền đạo Kylian Mbappe đã thi đấu chói sáng với hat-trick. Ở bàn thắng đầu tiên, Kylian Mbappe có tình huống xử lý bóng đẳng cấp. Ngôi sao 22 tuổi vượt qua cả Piqué lẫn Dembélé trước khi sút tung lưới thủ môn Stegen. Phút 65, nỗ lực cản phá của Piqué đưa bóng đi đúng vị trí của Mbappe di chuyển. Chân sút 22 tuổi không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Barca đưa PSG vượt lên dẫn trước 2-1. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Mbappe hoàn tất hat-trick từ đường kiến tạo chuẩn xác của Julian Draxler. Chung cuộc, Paris Saint-Germain giành thắng lợi 4-1 trên sân Nou Camp. Với cá nhân Mbappe, anh trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử lập hat-trick vào lưới Barca ở Champions League sau Faustino Asprilla của Newcastle và Andriy Shevchenko của Dynamo Kiev đều diễn ra vào năm 1997. Lập cú đúp vào lưới Lyon. Như thường lệ, siêu sao người Pháp Kylian Mbappe tiếp tục là nhân tố chủ chốt gánh trọng trách ghi bàn cho PSG. Thần đồng bóng đá Pháp ghi hai bàn vào lưới Lyon vào các phút 15-52. Cú đúp bàn thắng vào lưới Lyon đánh dấu cột mốc 100 pha lập công của Mbappe tại đấu trường Ligue 1 với 16 bàn cho Monaco và 84 bàn cho PSG. Lập cú đúp vào lưới Montpellier đưa PSG đến chung kết cúp quốc gia Pháp. Paris Saint-Germain đã trải qua một trận cầu ngạt thở tại bán kết cúp quốc gia Pháp. Có thể nói, sự hồi sinh kịp thời của tiền đạo Kylian Mbappe vẫn mang đến niềm vui dành cho đại diện thủ đô trước Montpellier. Ngay ở phút thứ 10, ngôi sao người Pháp đã giúp PSG mở tỷ số. Tuy nhiên, Montpellier đã cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi vùng lên ngay sau đó. Phút 50, Mbappe hoàn tất cú đúp của mình sau đường phát động phản công nhanh của Rafinha, nhưng không thể bảo toàn chiến thắng. Hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Kết quả, PSG thắng luân lưu 6-5 để đoạt vé vào chung kết cúp quốc gia Pháp.
lập cú đúp vào lưới Bayern ở tứ kết lượt đi C1. Bayern Munich với lợi thế thi đấu trên sân nhà đã kiểm soát bóng vượt trội, tung ra nhiều cú sút gấp gần 5 lần đối thủ của mình. Thế nhưng sau 90 phút, đội bóng của Bundesliga đã thua 2-3 và không ai xứng đáng hơn Kylian Mbappe cho danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Tài năng trẻ người Pháp đã đóng góp một cú đúp bàn thắng khiến Bayern phải ôm hận ngay tại sào huyệt Allianz Arena. Trận thua đầu tiên của đương kim vô địch Bundesliga ở Champions League kể từ tháng 3 năm 2019. Ghi hai bàn quan trọng vào lưới Saint-Étienne. Ở trận đấu này, Paris Saint-Germain không có sự phục vụ của ngôi sao người Brazil Neymar do bị treo giò, nhưng với sự năng động của Kylian Mbappe cũng đủ khiến hàng phòng ngự Saint-Étienne phải vất vả. Khi tỷ số trận đấu đang là 1-0 nghiêng về Saint-Étienne, Kylian Mbappe chạy chỗ thông minh rồi khống chế bóng rất điều nghệ, sau đó dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Étienne Green, gỡ hòa 1-1. Ở phút 87, Mbappe bị thủ môn Étienne Green đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Chính Mbappe sút thành công để nâng tỷ số lên 2-1 cho PSG. Hai bàn thắng quan trọng này đã góp phần vào chiến thắng 3-2 của Mbappe và đồng đội. Màn trình diễn đẳng cấp tại trận chung kết cúp quốc gia Pháp. Cả AS Monaco và Paris Saint-Germain đều bước vào trận đấu lần này với một quyết tâm cao độ. Bước ngoặt đã xuất hiện ở phút 19 của trận đấu, bắt nguồn từ pha cướp bóng ngay ngoài vòng cấm của Mbappe trước Di Zerbi. Mbappe đã tung đường chuyền thuận lợi để Mauro Icardi dễ dàng đệm bóng vào gôn trống mở tỷ số cho PSG. Những phút tiếp theo, Monaco đã đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng và tấn công áp đảo. Tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn, AS Monaco đã phải nhận đòn hồi mã thương tới từ PSG trong những phút cuối trận. Phút 81, Kylian Mbappe đã điền tên mình lên bảng điện tử với pha dứt điểm cận thành tinh tế sau đường chọc khe của Di Maria. Pha lập công của Mbappe cũng chính là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu lần này. Và màn trình diễn siêu hạng này của ngôi sao sinh năm 1998 đã giúp PSG lên ngôi vô địch cúp quốc gia Pháp lần thứ 14 trong lịch sử. Bạn có phải là một fan của Mbappe không? Chia sẻ ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.